Cát Phượng vào bệnh viện trao cho Mai Phương 300 triệu thăm hỏi sức khỏe diễn viên Lê Bình. Hôm nay, nghệ sĩ Cát Phượng đã vào viện trao lại số tiền gần 300 triệu đồng quyên góp được cho Mai Phương, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của diễn viên Lê Bình. Hiện tại có hai nghệ sĩ đang cùng điều trị căn bệnh ung thư phổi ở bệnh viện 175 là Mai Phương và Lê Bình. Những ngày qua, bạn bè đồng nghiệp liên tục ghé qua thăm hỏi động viên giúp Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Trong khi đó, dù tình hình sức khỏe chỉ vừa được hé lộ, song những lời kêu gọi giúp đỡ diễn viên Lê Bình cũng đang nhanh chóng được chia sẻ trong thời điểm này. Đến chiều nay 23 tháng 8, Cát Phượng đã có mặt tại bệnh viện, trao lại số tiền gần 300 triệu đồng quyên góp được cho Mai Phương, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của diễn viên Đất Phương Nam. Cát Phượng cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng đang bắt đầu nhận quyên góp để hỗ trợ thêm cho Lê Bình an tâm trị bệnh. Trên trang cá nhân, Cát Phượng viết: "Thưa các bạn, chiều nay lúc 15 giờ, Cát đã vào bệnh viện gặp em Mai Phương và trao số tiền 299 triệu 500 ngàn đồng của mọi người đã gửi vào tài khoản của Cát. Còn tài khoản của anh Kỳ Minh Tuấn, Cát chưa tổng kết được vì anh Tuấn đi quay suốt. Vài ngày nữa anh Tuấn rảnh Cát sẽ tổng kết. Bé Mai Phương cảm ơn nhiều lắm những tình cảm khán giả cùng anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ đã quan tâm và thương em. Em nói nhất định sẽ khỏe để không phụ tấm lòng của mọi người. Thương lắm tình nghệ sĩ, tình người." Nói về người anh Lê Phương, Cát Phượng bày tỏ: "Thương ông anh, thương người đồng nghiệp đáng kính. Anh cả đời cống hiến cho những vai diễn anh cười và anh luôn cười, giống như bé Mai Phương vậy. Có lẽ anh và cả bé Mai Phương không muốn ai thấy tinh thần của mình suy sụp, không muốn ai phải chịu rã đau buồn vì mình. Dựa vào vai anh, tôi nghe được hơi thở mệt mỏi của anh và biết được lúc chụp hình anh cười, nhưng tôi thì muốn rơi nước mắt vì sự mạnh mẽ kiên cường của anh." Sau thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mới đây khán giả tiếp tục bàng hoàng trước việc nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị căn bệnh tương tự. Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thúy Diễm, Lê Phương đã kêu gọi mọi người hỗ trợ cho diễn viên Lê Bình. Chiều ngày 23 tháng 8, phóng viên đã đến bệnh viện 175, nơi nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị. Tại đây, chúng tôi gặp được nghệ sĩ Cát Phượng cũng vào thăm nam diễn viên gạo cội. Theo chia sẻ của một bệnh nhân nằm bệnh viện, trong thời gian nghệ sĩ Lê Bình điều trị bệnh, không có ai vào thăm ngoài người nhà và con trai nuôi. Y tá cho biết hoàn cảnh của diễn viên Lê Bình rất khó khăn. Một bác sĩ cũng tiết lộ có một mạnh thường quân vì ở xa nên không đến thăm diễn viên Lê Bình được, nhưng có gửi tiền hỗ trợ cho nam nghệ sĩ. Ban đầu diễn viên Lê Bình nhất quyết từ chối, nhưng sau khi được mọi người thuyết phục, nam nghệ sĩ đã nhận món quà này. Chia sẻ với phóng viên, con gái của nghệ sĩ Lê Bình nói: "Hiện tại bố tôi đã vào xạ xong rồi, bây giờ chuẩn bị vào thuốc lần tư. Bố vẫn khỏe mạnh nhưng có lúc bị mệt. Bác sĩ nói bệnh tình của bố không phải là không chữa được vì chưa bị di căn." Con gái của nam nghệ sĩ cho biết nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ngoại trú và vẫn đi quay phim. "Hiện tại bố tôi còn vướng hợp đồng phim nhiều nên phải quay cho xong. Với lại bố thích làm việc, không muốn nghỉ." Con gái nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ thêm. Nói về việc bố mình không muốn chia sẻ bệnh tình cho mọi người biết, con gái Lê Bình nói: "Bố tôi nghĩ rằng còn có con cái thì còn nước còn tát, nên không muốn công khai để mọi người biết nhiều. Bố muốn giấu bệnh tật và rất ngại việc nhờ vả người khác." Diễn viên Lê Bình sinh năm 1953. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Nam diễn viên từng góp mặt trong hơn 60 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông được khán giả biết đến nhiều qua những bộ phim như Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kiêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Làng giải trí lại thêm tin dữ nghệ sĩ kỳ cựu Lê Bình điều trị cùng bệnh viện với Mai Phương. Diễn viên Lê Bình, người từng quen mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Đất Phương Nam, cũng mắc bệnh ung thư phổi. Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối đang phải xạ trị khiến cho nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt không khỏi lo lắng. Thế nhưng đến sáng nay, một nguồn tin cho biết còn một diễn viên gạo cội nữa của nền điện ảnh Việt cũng đang phải đối đầu với căn bệnh ung thư là nghệ sĩ Lê Bình. Nguồn tin này cũng khẳng định nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện hóa trị được 4 lần và lý do ông giấu chuyện mình bệnh vì lo sợ sẽ bị đoàn phim cắt ngang hợp đồng đóng phim, không có tiền điều trị ung thư. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin nam diễn viên Lê Bình hiện đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 cùng bệnh viện với nữ diễn viên Mai Phương. Thông tin này do người nhà bệnh nhân chia sẻ. Người này viết: "Do hoàn cảnh nên chú ngại không chia sẻ nhiều vì sợ bên đoàn phim họ biết họ cắt hợp đồng không cho đi đóng phim được, không có tiền để tiếp tục điều trị. Chú nằm chung khoa với chị Mai Phương luôn đó à, không thấy có vợ con hay họ hàng gì đến, chỉ có một người con nuôi ở cạnh lúc nằm viện thôi mọi người." Bên cạnh những thông tin về nghệ sĩ Lê Bình, người này gửi kèm theo hình ảnh đang điều trị trong bệnh viện của nam diễn viên kỳ cựu. Sau khi thông tin được chia sẻ, người hâm mộ vô cùng hoang mang. Ngay sau đó, phía bên nghệ sĩ cũng xác nhận về việc đang điều trị ung thư nhiều tháng nay. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho biết ông không hề muốn công bố thông tin này vì bản thân vẫn đang còn lo được. Thông tin hai nghệ sĩ bị ung thư phổi đến liên tiếp khiến cho nhiều người lo lắng. Nhiều fan hâm mộ đã gửi lời thăm hỏi và mong nam diễn viên kỳ cựu một thời nhanh chóng vượt qua bạo bệnh.
Điều quan trọng hơn, hoàn cảnh của nghệ sĩ Lê Bình vô cùng khó khăn. Ở tuổi 65, ông vẫn bươn chải mưu sinh. Vào năm 2015, Lê Bình chia tay người vợ sau 37 năm gắn bó. Nguyên nhân là do vợ ông nợ nần, đam mê, đời đốm nên bán hết gia sản của cả nhà. Trong nhà, con trai thứ hai của nghệ sĩ Lê Bình cũng bị nghiện hút, rất nhiều tiền của ông đã tan theo làn khói trắng. Hiện tại nghệ sĩ Lê Bình sống với người con út với hy vọng con có thể nên người. Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953. Trong một gia đình gốc miền Tây, ông đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Lê Bình còn được biết đến với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình, trong đó có các phim nổi tiếng như Mùa Lên Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kiều Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Cười tràn ngập khi Quyền Linh Minh Hằng vào thăm Mai Phương. Tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ Quyền Linh Minh Hằng và Dương Cẩm Linh đã đến thăm nữ diễn viên Mai Phương và gửi gia đình tiền hỗ trợ mà cả ba đã cùng kêu gọi khán giả và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Theo lời kể của nam MC, Mai Phương mong muốn được gửi lời cảm ơn với tất cả mọi người vì đã quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh của mình. Cô ấy đang điều trị theo lộ trình của bác sĩ nên không thể ứng dụng bất kỳ loại thuốc nào mà mọi người tư vấn, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa nếu bác sĩ cho phép. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn rất trân quý những tấm lòng của mọi người dành cho cô ấy, Quyền Linh chia sẻ. Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên cho biết, dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng Mai Phương rất lạc quan và trấn an ngược tất cả mọi người rằng cô ấy sẽ làm được, sẽ vượt qua số phận. Anh Quyền Linh đọc cho Mai Phương nghe những tin nhắn của khán giả và sự quan tâm của mọi người dành cho Mai Phương. Trong phòng bệnh chỉ có sự động viên, lạc quan và tiếng cười, không hề có sự than vãn hay đầu hàng với số phận. Mai Phương cũng biết ngoài kia còn có nhiều người yêu thương mình nên mạnh mẽ lắm, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi, bạn nhỉ, nữ ca sĩ Một Vòng Trái Đất chia sẻ trên trang cá nhân. Minh Hằng tiết lộ khoảnh khắc ấm lòng khi cùng Quyền Linh ghé thăm Mai Phương tại bệnh viện. Trên fanpage của mình, Minh Hằng chia sẻ liệu mấy ai có đủ sự mạnh mẽ để luôn tươi cười trên giường bệnh thế này, liệu mấy ai đã dũng cảm đương đầu chống chọi với những đau đớn ngày càng dữ dội đang rực rỡ phía trước, liệu có ai luôn trấn an ngược lại tất cả người thân là mình sẽ làm được. Bạn ấy còn nói thấy mọi người ai cũng mạnh mẽ vượt qua số phận nên bạn ấy cũng sẽ như thế, thương bạn nhưng cảm phục bạn nhiều hơn, rồi mọi thứ sẽ qua, Mai Phương xinh đẹp sẽ còn được hạnh phúc nữa nhé. Trước đó, trên trang cá nhân, Minh Hằng cũng tiết lộ rằng MC Quyền Linh đã khoe tin nhắn của khán giả và sự quan tâm của mọi người dành cho Mai Phương. Cô cũng cho biết trong phòng bệnh chỉ có sự động viên lạc quan và tiếng cười, không hề có sự than vãn hay đầu hàng với số phận. Mai Phương biết ngoài kia còn có nhiều người yêu thương mình nên mạnh mẽ lắm. Những chia sẻ của Minh Hằng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều người cho rằng trong những khoảnh khắc khó khăn này mới thấy tình nghệ sĩ ấm áp và hy vọng Mai Phương sẽ mạnh mẽ trong cuộc chiến với bệnh tật. Không còn sự hào nhoáng của Vbiz, tình nghệ sĩ ấm áp như thế này. Dù nhiều người nhận xét showbiz đầy rẫy thị phi phức tạp, nhưng những khoảnh khắc này vẫn ấm áp hơn bao giờ hết. Và ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến, bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Hiện tại Mai Phương đã nhập viện được hơn một tuần và đang điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, viện phí cho lần này khá cao mà hoàn cảnh của cô lại quá khó khăn. Chính lẽ đó, các nghệ sĩ như Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân và hàng loạt những ngôi sao của làng giải trí đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cho nữ diễn viên có đủ tiền để chữa trị. Những ngày gần đây, lượt người đến thăm hỏi Mai Phương khá tấp nập, không chỉ có người thân mà còn có nhiều anh em nghệ sĩ đồng nghiệp. Dù bận rộn với công việc nhưng hầu hết ai cũng dành thời gian đến động viên cô. Thậm chí có một số nghệ sĩ không quá thân thiết với Mai Phương cũng ở bên cạnh cô trong giai đoạn khó khăn này. Minh Hằng diện trang phục đời thường cùng với MC Quyền Linh, diễn viên Dương Cẩm Linh đã vào bệnh viện để trò chuyện với Mai Phương. Trên sân khấu lộng lẫy bao nhiêu thì giây phút này các nghệ sĩ lại giản dị bấy nhiêu. Họ ngồi bệt dưới đất, nói cười vui vẻ bên nhau, mang lại cảm giác rất ấm áp. Cũng trong hôm qua, Mai Phương đã được gặp con gái và đón sinh nhật tròn 5 tuổi của bé La Vi. Dù sức khỏe yếu nhưng cô vẫn ngồi dậy và ôm chặt lấy con. Khoảnh khắc này đã làm nhiều người rơi nước mắt. Quên đi thị phi và chiêu trò, showbiz vẫn còn vô số điều tốt đẹp như drama. Người ta hay bảo showbiz thị phi và không có tình cảm thật. Thế nhưng trải qua những câu chuyện hoàn nạn, hẳn khán giả vẫn tìm thấy chút ấm lòng bởi những người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật chân chính và sống một cách tử tế. Tình nghệ sĩ ấm áp, một người hoạn nạn trăm người xót đau. Tình người là điều ấm áp nhất, không chỉ hiện hữu trong cuộc sống thường tại. Trong showbiz dù có ganh đua, có đố kỵ, có hờn ghét, nhưng tình người, tình đồng nghiệp, tình bạn bè vẫn chưa bao giờ thiếu. Khi những người nghệ sĩ gặp hoạn nạn,
khó khăn bạo bệnh, những nghệ sĩ khác không ngại khó khăn tốn kém để đóng góp tiền bạc hỗ trợ cho những người đồng nghiệp của mình. Không chỉ thế, họ còn dùng sức ảnh hưởng của mình kêu gọi sự chung tay quyên góp từ khán giả. Câu tục ngữ lá lành đùm lá rách trong hoàn cảnh này quả không hề sai. Minh chứng cụ thể nhất cho tình nghệ sĩ ấm áp và câu chuyện của diễn viên ca sĩ Mai Phương khi thông tin nữ diễn viên phát hiện phát bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn vào xương được đăng tải và lan truyền. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã có mặt tại bệnh viện động viên thăm hỏi để Mai Phương có thêm tinh thần vượt qua căn bệnh quái ác. Không chỉ thế, danh sách các nghệ sĩ có lòng ủng hộ Mai Phương đang dài lên. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết chị cùng diễn viên Minh Luân đã chuyển tận tay Mai Phương số tiền 120 triệu đồng. Vào sáng ngày 19 tháng 8, Mr. Đàm cũng nhanh chóng chốt cho Mai Phương số tiền 100 triệu và tổ chức hai đêm nhạc cùng với ca sĩ Lệ Quyên để gây quỹ giúp đỡ cho diễn viên những thiên thần áo trắng. Diễn viên Việt Trinh, ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng đã chung tay để Mai Phương mạnh mẽ vượt qua giai đoạn đầy khó khăn trước mắt.